Rồi, xin chào chị, bạn trở lại với trên hồ sơ. Nếu anh chị đang tìm mua những chiếc xe mới, xe gia đình gầm cao, mức giá vừa phải mà option vẫn đầy đủ, thì tháng này CX5 bên em cũng đang chạy giá rất là tốt ạ. Hiện rồi thì mức giá vừa giảm được 10 triệu, thì với phiên bản Deluxe này thì bọn em đang bán là 749 triệu, xong xuôi ra biển ở tỉnh thành như Bắc Ninh thì sẽ dao động vào khoảng hơn 830 triệu một chút thôi. Thì đổi lại thì mình nhận được một chiếc xe thật sự là cái kích thước option nó rất là đầy đủ so với mặt bằng chung phân khúc. Ví dụ như là mình có ghế da, ghế chỉnh điện, cốp điện, phanh thay điện tử hay auto hold thì đều được trang bị đầy đủ rồi. Có thể là màn hình cam lùi, nói chung là với phiên bản này thì bên em bán cũng rất là tốt, với cái mức giá nó giống như cái thời điểm vừa hạ giá đấy, 749 triệu. Ngoài ra thì vẫn có đầy đủ các phiên bản, ví dụ như là Luxury, Premium, Active, Sport hoặc là Exclusive để mình lựa chọn thêm ạ. Tuy nhiên thì với các anh chị mà lần đầu xem video và tìm hiểu một cái mẫu xe nó có cái tầm tiền vừa phải thì mình có thể cân nhắc tham khảo mẫu CX-5 phiên bản Deluxe. Toàn bộ công nghệ đèn thì cũng là đèn bi LED rồi, mình có đèn LED định vị ban ngày. Đó. Về cơ bản thì ngoại thất nó chỉ khác một chút duy nhất ở cái logo 3D trong hệ thống an toàn thôi, như radar, phanh khoảng cách hay là giữ lệch làn đường. Đấy, ngoài ra thì mâm xe này, cả trước cả sau này thì nó sẽ đều giống với phiên bản Luxury hay là Premium Active ạ. Hàng ghế 2 của phân khúc thì CX-5 thì lúc nào sẽ có điều hòa, cửa gió điều hòa rồi. Tuy nhiên thì cũng phải nói với các bác là cũng nhiều bác là chê nó sẽ hơi bị trần một chút ạ. Đây em quay trực quan khi mà mình đẩy ghế hàng hai xuống cũng khá sâu rồi. Cái này thì mình có thể đến showroom thực tế ngồi cảm nhận nó tốt hơn. Đây phiên bản này thì cũng đã được trang bị đầy đủ là cốp điện. Ngoài ra thì với khách hàng mua xe mới thì bên em vẫn tặng đầy đủ như là bộ cứu hộ. Hiện nay thì Sapco cũng trang bị cho CX-5 cũng lốp dự phòng, nó không phải là giống với cái lốp zin theo xe nhé. Đến mình đây là lốp đi thay thế thôi. Thường thì các bác CX-5 một cứ cầu kéo cứu hộ giúp em thì nó là tiện nhất ạ. Đấy, cốp điện nhớ vị trí cốp, cảm biến sau cam đùi đầy đủ luôn rồi. Thực ra trên phiên bản Deluxe nó là phiên bản thấp nhất và rẻ nhất, thì ở cái phân khúc đâu đó vào khoảng hơn 800, xong xuôi ra biển thì có thể nói là chiếc xe này được trang bị rất nhiều option. Đó, chúng ta có đàm thoại rảnh tay này, cruise control này, giới hạn tốc độ lim này, đúng không ạ? Phanh tay điện tử auto hold, chế độ lái sport. Đấy, điều hòa thì là điều hòa hai vùng độc lập rồi, điều hòa tự động. Cổng kết nối các thứ thì các bác yên tâm, rất là đầy đủ. Đây, đây chúng ta có hai cổng USB, cổng sạc. Đây có một tàu nữa. Cốp phụ thì cũng vừa phải, đủ dùng. Đó, thì thật ra với anh chị mua xe, lựa chọn CX-5 thì đều hướng tới cái mức giá thành hợp lý và cái tính năng option trên xe được trang bị rất là nhiều. Thì hiện nay vay mua trả góp với mẫu Mazda CX-5, các ngân hàng cũng cho vay rất là rẻ rồi, đâu đó vào khoảng 5-6%, hỗ trợ ưu đãi một năm đầu. Ngoài ra mình có thể lựa chọn gói cố định lãi suất 2-3 năm để cân đối lựa chọn thêm. Cụ thể như nào thì anh chị cứ alo trực tiếp qua bên em để bên em liên hệ tư vấn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.